Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thì như quý vị biết thì chúng tôi có rất là nhiều video nói về máy cưa ván. Thì máy cưa ván là một cái dòng máy mà chúng ta không có thể nào mà thiếu cho cái thị trường nội thất về ván công nghiệp. Thì so với lại những cái tấm ván công nghiệp như thế này hoặc là những cái nhà máy mà chúng ta ghép ván tấm thì chúng ta muốn cắt những cái ván để chúng ta làm chi tiết tủ hoặc là những cái phần mà chi tiết bên trong của nội thất thì chúng ta rất cần một cái máy cưa ván. Như quý vị thấy là hiện nay chúng ta sẽ thấy là tin nhắn báo lỗi, đúng không? Thì chúng ta thấy là ở đây là ta báo lỗi nè, cửa an toàn mở, đúng không nè? Thì khi mà cái lỗi nào á đang bị lỗi như vậy thì nó sẽ hiện lên cái màn hình của chúng ta, và muốn reset lại cái phần lỗi này thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ tôi sẽ thao tác cho quý vị xem ha. Khi mà màn hình chúng ta sẽ kiểm tra lên cái phần lỗi vị trí này thì ngay là vị trí này chúng ta reset lại ha. Sau đó thì chúng ta trở lại chế độ chỉnh sửa thông tin và chúng ta trở lại cái tin báo lỗi, thì hiện nay là máy hết báo lỗi. Là như về cái vấn đề mà hệ thống báo lỗi thôi thì chúng ta sẽ có hơn 60 hệ thống báo lỗi được kết nối qua cái bộ nhớ của máy tính này. Như quý vị thấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều báo lỗi. Ví dụ như khi mà nó máy nó kẹt hay nó có sự cố gì đó thì tất cả trên cái hình ảnh này nó sẽ thể hiện ra như thế này, để chúng ta biết là cái máy đang lỗi vị trí nào, chúng ta nên làm cái kiểm tra cái phần gì để chúng ta có thể reset lại cho nó dễ dàng hơn. Đó là sự khác biệt của cái hệ thống máy này. Thì muốn sử dụng phần mềm hoặc là không muốn sử dụng phần mềm của chính hãng thì chúng ta cũng có thể đặt. Đối với lại chính hãng thì chúng ta chỉ cần lấy PC thôi, là lấy computer thôi được rồi. Thì sau này chúng ta về Việt Nam, chúng ta sẽ có những cái phần mềm của những cái công ty, chẳng hạn như bán phần mềm ở đây có là Basic nè, hoặc là Vision nè, những cái công ty mà thiết kế về phần mềm cho ván công nghiệp, để tối ưu cho cái cách mà chúng ta đã thực hiện phần mềm quản lý, cũng giống như là trong sản xuất tính toán sao ván để cho tiết kiệm.
Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy, như quý vị cũng thấy là cái cách thao tác của máy cũng giống như là vận hành máy rất là đơn giản và rất là tối ưu cho một cái nhà máy sản xuất về ván nói chung và ván công nghiệp hoặc ván ghép tùy theo cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta sử dụng kết nối với lại phần mềm của máy tính. Và đây là phần mềm của do chính hãng tay chan họ đã kết nối cùng với lại hệ thống máy luôn, cho nên về cái phần mà chúng ta sử dụng thì rất là tối ưu. Và một lần nữa tôi thay mặt cho ban giám đốc Thượng Nguyên, anh chị em Thượng Nguyên kính chúc quý vị luôn được vạn sự bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.